Hi, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thấy hôm nay cái video này có nét không? Đây là một cái video mà mình quay một chiếc iPhone mới của mình. Mình mua chiếc iPhone XR để quay. Trong video này sẽ là bài số 4 của cái loạt bài nền tảng căn bản. Đây là bài nói về việc Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất. Thì Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất thì chúng ta biết rồi, có 7 ngày đúng không ạ? Có 7 ngày khi chúng ta mở trong Kinh Thánh đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc được 7 ngày tạo dựng của Chúa trong sách Sáng Thế Ký luôn. Thì cũng bởi vì là có đến 7 ngày tạo dựng và Chúa tạo dựng rất là nhiều điều nên là cái bài Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất này sẽ chia làm hai phần. Tức là trong đất và trời sẽ có những cái vật khác nữa, không chỉ đơn giản là kể có đất và trời mà thôi. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái vấn đề đó là cái buổi ban đầu mà Chúa tạo dựng trời và đất, nó mang cái tính chất là khởi nguyên. Trong cái lúc mà Đức Chúa Trời đầu tiên tạo dựng ấy, thì Ngài đã tạo dựng những điều gì? Đối với Chúa thì Ngài đã tạo dựng những cái gì? Thực ra thì ban đầu là có Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Và Ngài không muốn sống một mình, không muốn cô đơn, không muốn cô độc. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các thiên binh, thiên sứ, những linh để phục vụ Ngài. Chúng ta đã học trong cái bài trước rồi. Và có những linh đã phản bội Chúa và trở thành ma quỷ. Thì cái bài trước là học về các linh, thì bài này ta sẽ học về thế giới vật chất, đúng không? Thế giới vật chất tức là thế giới mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, và thậm chí là có những cái chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường được bởi vì nó quá xa chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể nhìn được mãi mặt trăng mặt trời, chúng ta không thể nhìn được những ngôi sao thật sự hình thù như nào, mà chúng ta chỉ nhìn những điểm sáng thôi vì nó quá xa so với chúng ta. Và cũng chính bởi cái điều huyền nhiệm của thế giới như vậy, nó quá rộng lớn, quá bao la, mà đôi mắt của chúng ta, con người ta không thể nhận biết bằng chính cái cá nhân, những cá thể, những cái thuộc thể của mình được. Và cũng bởi cái điều đó mà đã có rất là nhiều những cái thuyết, có quá nhiều thuyết, các bạn có nhiều thuyết, có rất nhiều nghiên cứu, có nhiều các bản trình bày. Và họ đã trình bày về cái việc đó là trái đất từ đâu mà có, thế giới vũ trụ được tạo ra thế nào. Và các bạn biết rồi, cũng đã có thuyết Big Bang, hay là có thuyết tiến hóa, rồi là có những cái tôn giáo, có những cái đạo, rồi là có những cái chuyện truyền thuyết hay cổ tích, hay là những cái điều gì đó mà người ta đã kể cho nhau nghe, và chúng ta biết rồi. Và họ coi đó như là một cái khởi nguyên của loài người. Thì khi mà chúng ta nghe nhiều về cái cổ tích, rồi các câu chuyện nhiều như vậy, các thuyết như vậy và các thứ mà chúng ta được học ấy, thì nó sẽ khiến cho tâm trí chúng ta rất là nhiều cái rối loạn, đúng không ạ? Nhiều cái rối loạn. Và khi mà chúng ta biết về Chúa, biết về Kinh Thánh, biết về đạo tin lành của Chúa, chúng ta sẽ biết về sự khởi nguyên ban đầu, trong buổi ban đầu mà Chúa Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự. Và cái video này là nói lại về sự tạo dựng của Chúa. Và xác quyết với các bạn là mọi sự mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay và các linh chúng ta không nhìn thấy đều là bởi Đức Chúa Trời tạo dựng lên. Nó không phải là tự động nó có hay tự một cái thuyết nào đó đã trình bày như vậy, mà khi chúng ta học những bài này, nó sẽ nhận biết về một Đức Chúa Trời tối cao là đứng nắm quyền thể trị, làm Đức Chúa Trời bất diệt, đứng là sáng tạo lên mọi sự. Khi mà chúng ta dở Kinh Thánh ra, chúng ta sẽ nhìn thấy chữ sáng thế ký. Ký thì là kỹ thuật, đúng không? Còn chữ sáng thế thì chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay là sáng thế cũng như là nguồn gốc hay là ban đầu. Ban đầu hay là nguồn gốc hay là cội nguồn. Thì chỉ có Đức Chúa Trời là không có ban đầu và Chúa không có cội nguồn. Và Chúa là không có cội nguồn vì Chúa là cội nguồn của tất cả. Ngài không có nguồn gốc vì Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả. Nên từ sáng thế có nghĩa là vậy, nghĩa là từ nguồn gốc. Khi ta nhìn về nguồn gốc, ta phải nhìn về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nguồn gốc tất cả. Và khi ta hiểu cái từ nguồn gốc, ta nói là tất cả mọi thứ phải có nguồn gốc, phải có nguồn gốc, đúng không? Phải có nguồn gốc, không thể nào là không có nguồn gốc được. Nhưng Đức Chúa Trời lại không có nguồn gốc thì chúng ta sẽ không hiểu được thế nào là không có nguồn gốc, không có nguồn gốc là như thế nào. Thì chúng ta sẽ không hình tượng được cái sự vô hạn của Chúa, đúng không ạ? Sự không có nguồn gốc nó làm cái gì đó rất là vô hạn. Và cái việc mà Chúa không có nguồn gốc mà Ngài có từ ban đầu thì gọi là, thì chúng ta gọi Chúa là Đức Chúa Trời hằng hữu, Chúa hằng hữu, Chúa có trước mọi sự. Và chính bởi điều đó mà Chúa được gọi là đấng tối cao và đấng nắm quyền tùy trị. Thế thì chúng ta sẽ nhìn lên một khái niệm thứ hai, đó là khái niệm sáng tạo. Sáng thế là khác từ sáng tạo, đó là từ sáng tạo là hành động của sự sáng thế. Sáng thế là danh từ, sáng thế hay là nguồn gốc. Thì còn sự sáng tạo là động từ là cái việc làm trong cái buổi sáng thế đó. Và sự sáng tạo là có nghĩa là làm ra từ sự không không, tức là làm ra một cái mà nó không hề có nguyên vật liệu. Tức là bạn làm ra một cái gì đó mà nó không cần phải có nguyên vật liệu gì cả.
thì cái sự sáng tạo của Chúa nói về một cái sự vô hình, một sự không có gì, một sự trống rỗng hoàn toàn, một cái môi trường là chân không, một môi trường không hề có không khí, không hề có gì, một cái đường là không 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 hề có gì, một môi trường chân không, không có gì cả. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả mọi sự từ cái sự không không đó, và đấy là sự phi thường, sự vĩ đại của Chúa, đúng không? Chỉ nói về cái điều đó ta sẽ biết là Chúa thật sự là vĩ đại như nào, đúng không ạ? Và chỉ có Chúa mới làm được điều này, chỉ có Chúa mới có thể tạo dựng lên sự vật từ không không. Khi chúng ta muốn tạo dựng một cái xe máy, chúng ta phải lấy các nguyên vật liệu mà Chúa đã tạo dựng ra rồi, sắt, thép, đúng không? Hay là những cái gì đó chúng ta pha chế làm sao đó, màu sắc làm sao đó, nhựa gì đó thì chúng ta mới có một cái xe máy, đúng không? Thì tất cả là đều phải có cái nguyên liệu, nhưng mà riêng Đức Chúa Trời lại không cần một cái nguyên liệu nào cả. Chúa không cần một cái nguyên liệu gì, Chúa không cần có một nguyên liệu, một loại nguyên liệu, một loại chất liệu nào, ai đưa cho Ngài hay Ngài lấy đâu ra, không hề cần, Ngài không cần cái nguyên liệu nào cả. Và Chúa đã làm ra những gì mà chúng ta đang nhìn thấy bây giờ, và chúng ta, và những gì quá xa xôi chúng ta không thể nhìn thấy, và cách chúng ta hàng trăm hàng tỷ năm ánh sáng, đúng không? Thì chúng ta không nhìn thấy được, và không nhìn thấy được, nhưng Chúa đã tạo ra, đúng không? Và Ngài tạo ra sự không không, đó là sự phi thường của Ngài. Chúng ta điều này nó dường như vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Và chúng ta biết rồi, hàng trăm năm qua thì các nhà khoa học đã phóng rất nhiều các vệ tinh vào trong vũ trụ, và cũng như là nghiên cứu trên trời dưới biển, nghiên cứu tất cả các loài sinh vật hóa thành được tất cả mọi thứ, đúng không? Và rồi đưa ra những tuyên bố rất là rùng rợn, nhưng mà khi nhìn vào Kinh Thánh thì Kinh Thánh đã kể lại cái nguồn gốc của loài người nó cực kỳ là dễ hiểu thôi. Và chúng ta sẽ lướt qua hai câu Kinh Thánh ở đây, đó là câu Thánh Hebrew chương 11 câu 3 và Jeremy chương 32 câu 17. Câu Hebrew chương 11 câu 3 nói rằng: bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày tỏ ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Ok, quá tuyệt vời đúng không ạ? Tức là những điều mà chúng ta thấy đã đến từ điều chúng ta không thấy, tức là điều không có gì. Rồi chúng ta sẽ đọc câu Jeremy chương 32 câu 17 nói về sự phi thường của Chúa. Jeremy chương 32 câu 17 chép: ôi hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm lên trời và đất, chẳng có sự gì là quá khó cho Ngài cả. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúa đã dùng quyền phép lớn của cánh tay giơ ra để làm nên trời và đất, chẳng có sự gì quá khó với Ngài cả. Chúa quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúa là toàn năng. Và chúng ta sẽ học về cái điều cuối cùng của cái việc mà Chúa nói về tỷ trị này. Và câu Kinh Thánh Roma chương 11 câu 33-34 sẽ là nói về việc Chúa là đấng tối cao như thế nào. Ở đây mình sẽ tuyên đọc: ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài. Chúng ta thấy câu Roma này đã nói về sự phi thường của Chúa. Chúa là đấng biết mọi sự. Thực ra thì ở đây nói về sự sáng tạo của Ngài đấy, thì chúng ta biết là Chúa không cần phải học, Chúa không cần ai dạy dỗ Ngài, Chúa không cần ai chỉ dạy Ngài phải tạo ra thế giới thế nào, và Đức Chúa Trời làm hết mọi điều đó. Và chúng ta biết rằng những điều mầu nhiệm hiện nay đang có trên trái đất, các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu và đang bất ngờ với những kết quả mà họ nghiên cứu ra được, và Chúa đã tạo ra một cách phi thường như vậy. Chúa đã dựng nên trời đất và không cần phải ai phải chỉ dẫn cho Ngài. Ngài biết cách để làm mọi sự điều đó, và biết cách để tạo dựng nên con người như thế nào mà tốt đẹp. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn một chút về cái việc mà quả đất được dựng nên, là trái đất ra được dựng nên như thế nào. Thì sáng thế chương 1 câu 2 luôn, câu 1 câu 2 thì câu 1 chép là nào: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và sự trống không bao trùm mặt vực, và thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Lục thủy tổng thuộc hai câu Kinh Thánh đầu tiên này. Ở đây thì Lộc sẽ nói với các bạn là đất là sự vô hình và trống không bao trùm mặt vực, và thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thì chúng ta nhìn thấy là đất là vô hình, trống không. Chúng ta chỉ thấy là Đức Chúa Trời đã hình thành nên trái đất và đã làm đầy trái đất với những cây cối, hoa lá cảnh, đúng không ạ? Con người, sinh vật, vô hình, trống không là không không, đúng không ạ? Đã là rộng,
mà Chúa đã làm nên đầy, đúng không? Đất bị bao phủ bởi tối tăm, và đúng rồi, đất chúng ta sẽ bóng tối bao trùm mặt vực. Chúng ta sẽ hiểu cái cảm giác mà bóng tối bao trùm như một vực thẳm sâu không có lối thoát. Chúng ta sẽ cảm giác như thế nào nếu như ngày mai chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ không thấy mặt trời nữa. Ngày mai ta tỉnh dậy, ta sẽ không có một ánh sáng nào cả. Chúng ta sẽ chỉ còn là bóng đêm, bây giờ không có ánh điện, không có ánh đèn, không có cái chiếc bật nữa, không có cái gì, chỉ là tối tăm. Thì chúng ta sẽ cảm giác thì chúng ta sẽ cảm nhận được một phần nào đó về cái sự bóng tối bao phủ mặt vực, bao phủ trái đất, bao phủ cái sự không vô tận đó, chỉ là bóng tối. Và đất cũng bị nước bao phủ. Và khi Đức Trời đã tạo ra trái đất thì Đức Trời đã tạo ra ánh sáng trên mặt đất. Nhưng khi ánh sáng chiếu trên mặt đất thì mặt đất lại bị bao phủ toàn là nước, chưa có đất khô được hiện ra. Thì Đức Trời đã phán là phải có đất khô, thì sau đó mới có đất khô được hiện ra. Và chúng ta hiểu được cái cảm giác mà khi không có đất khô thì chỉ toàn là nước thôi, thì sẽ không có sự sống nào trên mặt đất được. Chúng ta sẽ nhớ về câu chuyện của Noe, đúng không? Nếu như trừ các loài cá ra và các loài thủy ngư ra thì không thể có loài nào sống được, đúng không? Và cái lúc này thì, và cái lúc mà Chúa mới tạo dựng trái đất xong và thực sự ánh sáng xong thì Ngài cũng chưa tạo dựng một loài động vật nào nữa, đúng không? Ta chỉ nhìn thấy nước thôi. Đây là cái ba cái sự huyền nhiệm của Chúa, huyền nhiệm trong buổi sáng thế ban đầu, ba cái việc đầu tiên Đức Chúa làm để chúng ta có thể hình tượng ra cái sự huyền nhiệm, cái sự vi diệu, cái sự tuyệt vời, cái sự vĩ đại mà Chúa đã tạo dựng. Tức là từ ban đầu là không có cái gì, vô hình, trống không, rỗng tuếch, đúng không? Không có gì, trắng trơn, không có cái gì, nó là trống trơn, nó là một cái môi trường chân không, không có gì cả. Và nơi đó là chỉ có bóng tối thôi, đúng không? Bóng tối đen xì, không có gì cả. Và Đức Chúa đã phán phải có một cái gì đó và phải có cái đó, nhưng mà muốn nhìn thấy nó thì phải phán có ánh sáng. Chúa phán là có ánh sáng, và giờ khi phán ra ánh sáng thì vẫn chưa nhìn thấy đất đâu, mà vẫn chỉ thấy là nước được bao trùm, và Chúa đã phán tạo ra nước. Đây là cái tiện tiến mà Chúa đã làm như vậy. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái việc này, Chúa đã sẵn sàng tạo dựng muôn vật. Chúng ta biết rằng là khi nước và đất được hài hòa với nhau, chúng ta biết là trái đất ta là 1/3 là đất và 2/3 là nước, đúng không ạ? Nước và đất đã hài hòa với nhau thì Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng muôn vật. Và Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật đúng theo sự quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời đầy quyền năng và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Vận hành là sự lay động hay là lượn quanh. Ở đây nó nói về cái sự chuyển động, nó nói về một có một nguồn năng lượng rất là sung mãn, một năng lượng rất là mạnh mẽ, một cái năng lượng cực kỳ lớn lao. Chúng ta sẽ tưởng tượng như thế này: thiên hà ta rộng bao nhiêu, vũ trụ này ta lớn bao nhiêu, và quả địa cầu chúng ta lớn bao nhiêu, mặt trăng và mặt trời lớn bao nhiêu, cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng, và có nguồn năng lượng đã lượn quanh cái bờ vực đó, đã lượn quanh cái vực thẳm toàn là bóng đêm và con nước bao phủ đó, và mới lúc có ánh sáng và tần số nó vận hành rồi, vận hành để tạo dựng rồi, đó, vận hành để tạo dựng trái đất, để tạo dựng ánh sáng, tạo dựng đất được ngoi ra khỏi mặt nước. Chúa đã tạo dựng rồi. Các bạn thấy không? Sự vận hành đây nó là nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng là từ chính Ngài, đúng không? Từ chính Ngài. Ngài là năng lượng, Ngài là quyền năng là như vậy. Chúa quá năng lượng, đúng không? Đầy quyền năng. Thần Đức sẽ vận hành trên đó. Nó với sự chuyển động, đúng không? Và trong cái sự chuyển động này, nó là thể hiện một Đức Trời ba ngôi. Một Đức Trời ba ngôi các bạn nhé. Một Đức Trời ba ngôi đã vận hành. Ở đây nói về tiếng phán của Đức Trời. Phán thì có một đấng đã hành động, và quyền năng đó, quyền năng và năng lượng của sự hành động đó, đúng không? Ta sẽ thấy được một đấng là ta sẽ thấy tiếng phán của Chúa, thấy sự hành động của Chúa và năng lượng của Chúa. Thế đây là Đức Chúa Trời ba ngôi, đây là cái sự tạo dựng của Chúa đã sẵn sàng rồi, nói về một Đức Chúa Trời quyền năng đầy dẫy năng lượng như vậy. Và ngày thứ nhất thì đầu tiên thì trong việc công thuộc ngày, Ngài đã tạo dựng cái sự sáng. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bóng điện hay quay diêm hay bất cứ một cái gì có thể phát ra ánh sáng, có thể xé tan bóng tối, thì chúng ta biết rằng đó đã đến bởi Đức Chúa Trời. Sau một tiếng phán, Chúa đã phán phải có ánh sáng,
thì có ánh sáng. Và cái ánh sáng này không phải là phải có mặt trời, Chúa không nói là phải có mặt trời, mà Chúa nói phải có ánh sáng. Và con vầng sáng bắt đầu và có các phân tử ánh sáng. Chúng ta sẽ hiểu được cái phân tử ánh sáng như thế nào nhỉ? Điều này nó sẽ rất là hiển nhiên, nó có một số các nhà khoa học đã đánh giá được cái đặc tính của ánh sáng, cái lợi ích của ánh sáng. Ví dụ như ánh sáng là mang đến cái nhiệt, mang đến nhiệt độ, tức là nơi nào có ánh sáng nơi có độ có, nơi nào có ánh sáng nơi đấy sẽ nóng lên, nên là mang đến độ ấm, nhiệt độ trong ánh sáng có nhiệt độ. Hay là ánh sáng di chuyển rất là nhanh, đúng không? Ánh sáng, tốc độ của ánh sáng rất là nhanh, nhanh nhất trong tất cả các loại di chuyển, đúng không? Ánh sáng là tốc độ nhanh nhất đấy, ví dụ vậy. Hay là ánh sáng mang đến sự sống, và ánh sáng hay là mà ánh sáng giúp con mắt người có thể nhìn thấy các vật khác, thì cái lợi ích của ánh sáng này, các nhà khoa học có thể nghiên cứu rất nhiều thứ về cái ánh sáng này, nhưng mà không thể nào hiểu được cái rõ ràng của sự ánh sáng này, bởi vì Đức Trời đã tạo ra những phân tử các bạn, phân tử trong cái bầu khí quyển này và phân tử trong cái thế giới này. Và những phân tử đấy, khi mà ví dụ các bạn hiểu là khi mà các bạn ấn vào công tắc điện, nó ấn vào công tắc đèn, thì tự dưng là có một nguồn năng lượng điện đã tác động vào và đã khiến cho bóng này phát sáng, nên có một cái lượng phân tử nó được giải phóng là xé tan bóng tối. Đó là ta không thể hiểu được cái sự huyền nhiệm, không thể hiểu rõ ràng được cái điều này đấy. Nó muốn nói các bạn ở cái điểm này, tức là ta không hiểu rõ ràng là ánh sáng đã xé tan bóng tối, nó là những cái phân tử đó, nó hoạt động như nào, nó thực sự nó đã làm cái việc gì khi mà ta hành động, khi mà có quay riêng được phát sáng. Đây là cái sự sáng của Chúa tạo này, nó rất là huyền nhiệm như vậy, nên là ta vẫn không thể hiểu được. Và tiếp đó thì sau khi có ánh sáng thì ngày thứ hai thì Chúa đã dựng lên bầu không khí, trời và đất. Chúng ta biết là bây giờ chúng ta được thở oxy một cách miễn phí, không phải mua oxy để thở, đúng không? Chúa đã tạo dựng lên bầu khí quyển, Chúa tạo nên các tầng ozone, đúng không? Rất nhiều thứ xung quanh quả đất này một cách thật hoàn hảo, có khí nitơ, có khí oxy, có khí hydro, có khí, cũng như là có cả một cái bảng tuần hóa học của chúng ta. Chúa đã tạo nên một cái bầu khí quyển thật sự là rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ không hiểu được hết cái sự huyền nhiệm của cái bầu khí quyển này, tại sao lại có các chất này và các khí này, các loài cây này lại tán ra cái mùi hương hay là như thế này. Tức là Chúa đã tạo ra trong chúng nó một cái đặc tính nào đó, ví dụ như ngay cả bản thân lộc cũng vậy thôi. Các bạn đến gần lộc các bạn thấy là nếu như lộc không sức nước hoa thì cơ thể của mỗi một chúng ta đều có một cái mùi hương đặc biệt của mồ hôi, không ai giống ai, không ai giống ai. Mùi hương đặc biệt của mồ hôi nó như vậy, mùi dầu khí thì khác, đúng không? Mùi tất cả đều khác nhau, đúng không? Thế là cái sự khí quyển mà chúng ta được nhìn thấy bầu không khí ở bầu trời, mây, và chỉ nhận gần như vậy thì các bạn đã biết được sự huyền nhiệm của Chúa và sự vi diệu, sự phi thường của Chúa rồi. Nó thật sự là nó quá lớn lao. Và thực ra thì để nói và để trình bày về một Đức Chúa Trời trọn vẹn ấy, thì trong Thi Thiên chương 3 chương 18 câu 30 nói về một Đức Chúa Trời trọn vẹn, và Ê-sai chương 6 câu 3 nói về Đức Chúa Trời thánh thai. Ngài có tốt lành và Ngài tạo nên mọi vật mà chúng ta đang nhìn thấy, tạo nên chúng ta ở đây quá là tốt lành. Những điều này nó thật sự là phấn khích và hưng phấn khi chúng ta được học cái bài này nói về sự tạo dựng của Chúa. Mình không thể tưởng tượng là Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra những điều đó, nó thật sự là phi thường thế nào. Thì cái lời kết của cái bài này quan trọng nhất là các bạn phải nhớ ba điều. Điều thứ nhất là không có điều gì quá khó với Ngài. Dù những gì bạn vừa học các bạn thấy nó rất là khó hiểu, rất là phi thường, vượt quá trí hiểu của bạn, vượt quá những gì bạn có thể tưởng tượng được, bạn không thể ngờ được, bạn không thể dám tin vào cái điều bạn vừa nghe đọc nói nữa. Nhưng mà đối với Chúa là điều dễ dàng, và Chúa đã hoàn thành nó, và hoàn thành nó rất là lâu rồi, đúng không ạ? Rất là lâu rồi. Và Chúa nắm quyền thể trị tuyệt đối trên tất cả những gì Ngài tạo dựng nên. Tất nhiên rồi, nếu như Ngài không nắm quyền thể trị tuyệt đối thì Ngài làm sao tạo dựng được, đúng không? Đó là điều chắc chắn rồi. Chúa cao trọng tất cả, tất nhiên là Chúa phải cao trọng tất cả rồi, đúng không? Vì Chúa tạo ra muôn loài vạn vật mọi sự là để tôn vinh Ngài, để phục vụ Ngài, để làm vui lòng Ngài, để hầu việc Ngài, để có ích cho Ngài, và Ngài cao trọng hơn tất cả mọi vật. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào đánh giá Chúa và so sánh Chúa với những cái thuyết mà ta được học, so sánh Chúa với các tôn giáo hay những câu chuyện thần thoại mà ta đã học, không được làm điều đó, vì làm đó sẽ là làm Đức Trời buồn lòng và Đức Trời sẽ nổi giận nếu như các bạn coi thường về cái sự cao trọng của Ngài. Mà mình nhắc lại với các bạn thì các bạn nhớ đó là Ngài có trước sự sáng thế, Ngài là ban đầu của ban đầu, Ngài là nguồn gốc của mọi nguồn năng lượng, Ngài là nguồn của mọi nguồn, là năng lượng của
là nguồn năng lượng của mọi nguồn năng lượng. Đó. Ngài đã tạo dựng nên muôn vàn vật và Ngài được gọi là đấng tạo hóa, đấng tạo hóa hay là đấng sáng tạo, và Chúa đã tạo nên từ chỗ không có gì cả, và Ngài vĩ đại vô hạn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta nhìn vào vũ trụ thiên hà rộng lớn kia vô hạn bao nhiêu thì Chúa còn vô hạn hơn như thế bấy nhiêu nữa. Chúng ta sẽ còn chưa hiểu hết được những gì mà chúng ta đang nghiên cứu được đâu. Rồi thì chúng ta sẽ đến một số các câu hỏi để ôn tập cho cái bài này. Câu hỏi thứ nhất trong sáng thế nào có nhà là ban đầu ai dựng lên trời đất. Câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ hỏi với nhau. Câu hỏi thứ hai sẽ là nguyên liệu nào để tạo dựng nên trời đất. Câu hỏi thứ ba là làm cách nào để tạo nên trời đất. Câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó trả lời ở đây. Và khi chúng ta tưởng tượng với câu trả lời, chúng ta sẽ biết là bài học này cực kỳ quý giá cho chúng ta. Rồi câu hỏi thứ tư mình hỏi các bạn đó là tình trạng của trời đất như thế nào trước khi được dựng lên. Đó thì cái bài học này chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và phần 2 sẽ là phần còn hay hơn cái phần này nữa. Thì cái câu hỏi thứ tư có thể là sẽ làm câu hỏi khó cho các bạn. Đó. Tình trạng của trái đất như thế nào trước khi có con người ở đó, sẽ biết là sẽ như nào nhỉ. Đó, hãy cố gắng trả lời nhá. Các bạn không trả lời được thì các bạn hãy comment dưới video này, comment là tôi không trả lời được, hoặc là mình không trả lời được, hay là anh chị, hay là cô chú, hay là bác là không trả lời được, thì Lộc sẽ trả lời cho các bạn nhé. Câu hỏi thứ tư này mình biết là những câu hỏi này rất là khó, tình trạng của trái đất như thế nào trước khi tạo dựng lên. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.